Xin chào mọi người. Tinh mệnh đế tiên Diễm Hào 1131. Chuyện năm đó là có ẩn tình khác. Nhìn qua đường Tam Thiếu, cùng Diệp Linh đang một đuổi một chạy. Rất nhiều lão già ở đây đều vút vút chòm râu, mỗi tên đều là ý tứ sâu xa. Quỳ người đưa hợp quan tán chính là đường Tam Thiếu, mà người cõng nổi lại là Diệp Linh Nhi. Thật thú vị đó. Không biết nếu như thánh thể biết được, có thể sẽ giết tới một chân đạp chết tiểu hắc mập mạp kia hay không? Một lão đầu hèn mọn giang hai tay ra. Nơi đất này cũng rất có đạo lý, vốn chính là mà cho tới bây giờ đây là thánh thể hố người khác, nào có người khác lại dám hố thánh thể. Bây giờ nữ nhi bảo bối bị hố, mặt mũi của hắn để đến nơi nào? Chắc hiểu một đời hố thần thì hắn sau này còn hố người được nữa hay không? Tôi là người tên Tiểu Mộc Mạc, người rất biết chơi đó. Diễm Hào sợ sợ cái cằm, âm thầm nghĩ đến là nên hầm hay là hấp. Con hàng kia da dày thịt béo, nướng là tốt nhất. Đứng lại còn chạy nữa sao? Ở một phương khác, Diệp Đinh còn đang truy đuổi tức thổ nện. Chuyện này đối là ai thì cũng không nén giận được. Bị giam gần trăm năm, cả ngày đối mặt với những người vô cảm kia đều nhanh vốn nhạt điên. Nếu là mình tạo nghiệp thì cũng là thôi, nhưng vấn đề là nàng là người bị hố, không hăng đánh cho Đường Tam Thiếu quỳ thì có thực là khó mà tiêu diệt. Đường Tam Thiếu ngược lại là chạy rất mượt, một đường như phong đôi treo sấm sét, trốn phải gọi là một cái bá khí ầm ầm. Thân thể tròn vo, nhìn thì tưởng như cồng kềnh nhưng chạy lại rất nhanh, giống như một luồng ánh sáng tán đạt đầy tinh không. Rất nhiều lão gia hỏa đều thi nhau dụi mắt vì nhìn đến choáng cả mặt. Không thể không nói cái tư thế mở đột bỏ chạy này so cùng thánh thể cũng khá giống đó. Không biết chuyện ra làm sao, nhưng nhìn xem cặp oan gia giống như dở hơi này, rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Hai người bọn họ cũng vẫn là có phần nào đó hợp nhau. Nếu là được Tam Thiếu trắng hơn một chút, tướng người cao thêm một chút, dáng dấp lại xoái ca một chút, vậy thì càng xứng hơn. Đến lúc này hai người một đuổi một chạy đã vượt qua phiến tinh không này, có thể nhìn thấy được có hai ba người áo đen lặng lẽ đi theo, đều che giấu khí tức, đều che lấp chân dung, còn phải bí pháp huyền não phong bế bản nguyên. Thế nhưng những kẻ kia tại trong mắt Diệp Hào đều không có chỗ dung thân. Anh nhìn ra được những kẻ kia là người có hồng hoang mà lại đều là cấp đại thánh. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, muốn đem Diệp Linh cùng Đường Tam Thiếu bắt trở về. Một, nghiên cứu huyết kế giới hạn của Đường Tam Thiếu một chút. Hai, đó chính là tư hoán mối thù giữa Diệp Đại Học cùng Hồng Hoang, có thể nói là không chết không thôi. Bây giờ nhìn thấy Diệp Linh nào có đạo lý bỏ qua được chứ, nói trắng ra đây là trả thù. Hấp hay là hầm đây? Diệp Đại Học đi theo vẫn không quên truyền âm cho Cơ Tuyết Băng. Nghe theo huynh tất ta thì tỷ. Cơ Tuyết Băng khẽ cười nói một tiếng, cũng theo đó đuổi theo. Một câu đối thoại đơn giản mà để Dương Huyền bọn người bên trong đại đỉnh nghe được, nhưng không được mà hãi hùng chết vía. Không bao lâu nữa sẽ là một nồi canh thịt. Nhớ lại hương vị kia, bọn hắn đều cứ có cảm giác buồn nôn. Thay Diệp Linh cùng Đường Tam Thiếu chạy xa dần, cầu này hà cũng chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo chính là thành không nước mắt tại bên trong phiêu miểu, dần dần hóa thành hư vô. Không người nào biết được lúc đó lần nữa giáng lâm sẽ là các thời đại nào, cũng không ai biết được sẽ là tại các tinh vực nào. Trò hay tan cuộc, Tô Sĩ Tứ Phương cũng nào đặt thối lui. Thần sắc của thế nhân đều vẫn chưa thỏa mãn. Thật đúng là gặp lại thành không nước mắt giáng lâm, mỗi lần đều có kinh hỉ, luôn có thể nhìn thấy có người mở ra huyết thế giới hạn. Mà Đường Tam Thiếu lần này so với Diệp Đại Hào cùng Thiên Cửu lần kia còn càng thêm bá đạo, dễ dàng đi lọt qua cửa. Nhắc đến Diệp Đại Hào, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối. Lần này bọn hắn từ thật xa chạy tới, không chỉ riêng là muốn nhìn thấy thành không nước mắt, mà còn muốn nhìn tôn nhan thánh thể một chút. Nhưng không có cách nào, cho đến khi thành không nước mắt biến mất, cũng không hề nhìn thấy Diệp Đào hiện thân. Tinh không lớn như vậy cũng dần dần trống trải, yên tĩnh một mảnh. Bên này thì yên tĩnh, nhưng một phương khác lại phi thường náo nhiệt. Đường Tam Thiếu trốn vào một viên cổ tinh tĩnh mịch, là bị Diệp Linh Nhi bắt được, ấn trên mặt đất đánh cho không ngóc đầu lên được. Tiếng kêu thảm thiết rất là vang dội.
hơi ảnh cũng rất đẫm máu. Chẳng biết đến lúc nào Diệp Linh mới dừng tay, cây gậy sắt trong tay để đánh đến nứt gãy. Lúc này Diệp Linh vẫn còn muốn có một cây khác. Lại nhìn tới Đường Tam thiếu gia như một đầu lợn chết, yếu xìu không kéo mấy, nằm đặt trên mặt đất, thỉnh thoảng còn nhúc nhích một chút, thân thể tròn vo sắp bị đánh thành một đống thịt nát. Nếu không thì thế nào nó là nữ nhi của thánh thể Diệp Thái Hậu chứ? Xuống tay chính là hung ác, là hướng tới chết mà đánh. Còn giả chết, đứng đây cho ta. Diệp Linh thở phì phì đá một chân. Cũng đừng nói, Tiểu Hắc bập bập thực sự đứng lên. Diệp Linh rất biết đánh, mà hắn là đất giỏi ăn đòn, thân thể bị đánh vằn vẹo kia cũng hồi phục trở lại bình thường. Bước xong, móng mồm một cái, giống như người không có chuyện gì xảy ra, xoa xoa hai bàn tay đen xì, vui vẻ xông tới, coi mà nó là dáng vẻ muốn ăn đòn. Đáng giá mà nói chính là hai hàm răng kia của hắn không phải trắng một cách bình thường. Cũng có lẽ là dáng dấp của hắn quá đen mới trợ giúp răng nhìn rất trắng, thật sự là chênh lệch rõ ràng. Cười, ngươi còn cười được đó sao? Diệp Đình tức giận nắm chặt lỗ tai Tam Thiếu. Đền bù, ta thấy đền bù cho ngươi. Tam Thiếu đau đến nghe răng trợn mắt. Câu đó này còn giống một câu khiến người đó. Diệp Đình Nhi tức giận nói, cuối cùng cũng buông ra, tay nhỏ cứ như vậy vung lên tốn đi túi trữ vật của Đường Tam Thiếu. Bảo bối để thuộc về ta, cho ngươi cũng được, hai chúng ta lúc nào động phòng. Đường Tam Thiếu hắc hắc cười không ngừng, một vết mặt kích động. Công phu trên giường của ta đạt tiêu chuẩn đó, làm 10 ngày nửa tháng cũng không đáng kể. Diệp Đình không nói gì, chỉ nghiêng mắt trên giường đánh giá Tiểu Hắc mập mạp này. Càng tại dưới hắn, Đường Tam Thiếu ngần nhiều thêm một giây, thầm nghĩ nếu như một chân đạp xuống, cảm giác xác thực vô cùng chua mà thoải mái. Sau đó tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt kia hơn phần nữa cũng rất dễ nghe mà êm tai. Đường Tam Thiếu bị nhìn đến toàn thân mất tự nhiên, chuẩn xác hơn mà nói là dưới hắn lạnh toát. Trong vô thức hắn che hắn, đây chính là bảo bối, cũng không thể bị Diệp Đinh lấy đi hầm. Nếu đợt sau liền chiếu dựa vào nó mà uy phong, không có tiểu đệ đệ thì sẽ là thái giám. Hôm nay chú định là thu hoạch lớn. Bỗng nhiên một tiếng cười âm hiểm vang vọng khắp hư vô. Lời còn chưa dứt, liền thấy phía trên trời xanh biến hóa ra bốn thân ảnh, đều khoác áo bào đen, cho dù đều tận lực che đậy bản nguyên, nhưng lại khó giấu được một hai tia khí tức hồng hoang lộ ra. Hồng hoang! Đường Tam Thiếu bỗng nhiên biến sắc, bước ra một bước ngăn cản trước người Diệp Linh. Ngay cả Diệp Linh chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, thần sắc cũng ngưng trọng. Đợi chút nữa ta kéo dài thời gian, ngươi thừa cơ trốn đi. Đường Tam Thiếu truyền âm nói, theo kịch bản phát triển thì ta hắn là nên rất cảm động đúng không? Nếu như hai chúng ta may mắn sống sót, người có thể để ta ngủ một đêm hay không? Còn có tâm tình với ta muốn ăn đòn đúng không? Nữ nhi của Diệp Đại Hậu trời sinh có thật là xinh đẹp. Lúc tên béo dở hơi đang chọc cười đã đánh hồng hoang đứng ở phương đông u tàn cười một tiếng, liếm liếm đầu lưỡi đỏ chét, nghe ra hàm răng trắng nhởn, một đôi con người đỏ ngòm hiện ra ánh sáng xanh lè giống như một đầu ác quỷ. Đường Tam Thiếu đã là tư thế muốn trong giây lát mở ra biết kế giới hạn. Giờ phút này hắn không còn vẻ hèn nhát nữa, mà giống như một hán tử có ý chí kiên cường. Tối thiểu nhất thì cho đến một cái chớp mắt này vẫn còn gắt gao đem Diệp Linh bảo hộ ở phía sau, thở thở khắc khắc để chuẩn bị liều mạng. Bắt nạt hai chúng ta thì tính là cái bản lĩnh gì chứ? Diệp Linh hừ lại một tiếng. Diệp Hào là con rùa đen rút đầu, bắt được người hắn tự sẽ hiện thân. Đại thánh hồng hoang đứng ở phương bắc, tiếng cười u tàn càng thêm âm trầm. Cổ của hắn dường như rất không thoải mái, cứ đứng nơi đó xoay rồi lại xoay, khóe miệng hơi vểnh lên, thân sắc thỏa mãn, nụ cười cũng có phần giễu cợt mà ngang ngược. Thích xoay cổ như vậy, về lại ta liền để ngươi xoay bao nhiêu cái cũng được. Một lời nói nhàn nhạt vang vọng khắp hư thiên, băng lãnh mà cô quạnh, giống như một tôn quân vương đang tuyên án với con dân. Ai? Đại thánh hồng hoang đột nhiên hét to. Thế nhưng đáp lại hắn lại là một luồng kiếm quang nhanh như chớp giật. Máu tươi nhất thời phun ra rất là chói mắt. Đó là đầu lâu của đại thánh hồng hoang, nhảy mắt đã bị chém, ngay cả chân thân nguyên thần của hắn cũng cùng nhau tịch diệt. Đầu lâu tại trong lúc rơi xuống còn khó thể tin nhìn qua phương kia, cho đến lúc chết
hắn đều không hề nhìn thấy là ai ra tay. Hắn, cái thằng đường đường là đại thánh độc hồng hoang, nháy mắt lại bị giết. Chuyện này nếu như truyền đi, còn không bị người cười đến rụng răng mới là lạ. Cái ánh này quá đẫm máu để Đường Tam Thiếu nhìn không được, nuốt nước miếng. Trong giây lát, giết một tôn đại thánh hồng hoang, đây là có bao nhiêu trâu bò chứ? So với ai khác, Diệp Linh liền bình tĩnh hơn nhiều. Tại trong bụng mẹ 3 năm, nàng cũng đã gặp qua Diệp Đại Hào đổ sát qua đế thể. Trong mắt nàng, chỉ có phụ thân Diệp Đại Hào của nàng mới thực sự là cường đại. Ai? Cút ra đây! Ba tôn đại thánh khác nổi giận đã kết hợp lại một chỗ. Đối phương đã có thể trong nháy mắt miễu sát đại thánh. Thì hơn phân nữa là một tôn cấp thượng đế, cũng thế nào phớt lờ. Không gian một trận vặn vẹo, Diệp Đại Hào chậm rãi đi ra, còn mang theo áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt. Cùng nhau đi ra, còn có Hương Tích Băng, có làn xa che mặt, cùng Diệp Đại Hào một nam một bắc, đem ba tôn đại thánh hồng hoang ngăn ở hư thiên, xem ra chuẩn bị đoàn diệt ba thằng bọn hắn. Các ngươi đến tận cùng là kẻ nào? Đại thánh hồng hoang gào lên, mồ hôi lạnh lại chạy thẳng xuống hắn. Diệp Đại Hào tự nhiên không để ý tới, một bước đạp xuống, thoáng thân biến mất. Khi lần nữa hiện thân đã là trước người tôn đại thánh kia, một chưởng khắc đầy chiếu triền, có chuẩn đế binh giá trị sức mạnh đánh nổ đầu lâu hắn. Tới không phân tuần tự, vì đại thánh hồng hoang thứ ba bị Cố Tích Băng một chỉ tuyệt sát. Bốn tôn đại thánh hồng hoang bị diệt mất ba tôn, tôn thứ tư đầy rẫy vẻ hoảng sợ la lên trời bỏ chạy. Đáng tiếc hắn đi không được, bị chính đại thần thương hợp nhất trực tiếp đưa lên hoàng tuyền. Lần này thiên địa cuối cùng cụ thể thái bình. Ở phía dưới Đường Tam Thiếu há hốc miệng thật lâu cũng không khép lại được. Bốn tôn hồng quang cấp đại thánh mới lần đối mặt mà thôi lại bị đoàn diệt, vén vẹn nhìn xem để cảm thấy kích động. Ngược lại là Diệp Linh nhìn mà tâm thần có chút hoảng hốt, cứ có cảm giác hai người kia rất quen thuộc. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Đường Tam Thiếu chấp tay vẫn là rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Diệp Đào đáp xuống, không nhìn tới tiểu hắc béo, chỉ nhìn Diệp Linh. Nha đầu, có nhớ cha hay không? Nói xong, Diệp Đào cởi ra áo choàng, cũng bỏ đi bí pháp che lấp, lộ đang nụ cười có một người cha ôn hòa. Diệp Linh thân thể mềm mại run lên, kinh ngạc nhìn qua gương mặt Diệp Đào, cùng trong trí nhớ lúc nhỏ giống nhau như đúc. Cảm giác kỳ diệu của máu mủ tình thâm giờ phút này cũng tuôn tràn đầy nội tâm của nàng. Trong lúc nhất thời, mắt nàng tràn đầy hơi nước, ngưng kết thành xương, tuôn ra khỏi khóe mắt, muốn ngăn cũng ngăn không nổi. 170 năm, nàng có 170 năm không thấy phụ thân. Năm đó, lúc Diệp Hào rời khỏi Ngọc Nữ Phong, nàng vẫn chỉ là một bé con 2-3 tuổi. Cha còn biết trở về nữa sao? Diệp Linh hạ xuống hai mắt, nghẹn ngào khóc, rất là ủy khuất. Là lỗi của cha. Diệp Hào cười đầy ôn hòa, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nữ nhi. Một cái chớp mắt này, Diệp Linh cuối cùng là nhìn không được, bổ nhào vào trong ngực Diệp Hào, giống y như hồi nhỏ, khóc như người dư thừa nước mắt suốt bao nhiêu năm qua. Đây chính là lão trưởng nhân thành thể của ta sao? Đường Tam Thiếu nói thầm, ngón tay móc vào trong miệng, xem đi xem lại. Hắn chẳng biết tại sao cứ có cảm giác người trước mặt này tựa như đã gặp qua ở đâu rồi. Diệp Linh còn đang khóc, nước mắt óng ánh, thấm ướt lồng ngực Diệp Đại Hào. Nào vừa khóc thì Đường Tam Thiếu cũng thấy sống mũi chua chua. Hắn còn muốn lao lên đến ôm một cái thật nhiệt tình. Nhưng lưỡng túng chính là hắn nhìn hết một vòng, không biết phải bắt đầu từ đâu. Bất lực, hắn liếc nhìn về phía Cơ Tích Băng, mạnh mẽ nặn ra hai giọt nước mắt, chuẩn bị lao tới ôm Cơ Tích Băng. Hắn phải xứng với cảnh tượng đầy phiến tình này, tối thiểu thì nàng cũng là một mỹ nữ. Tiểu mập mạp muốn ăn đòn đúng không? Cơ Tích Băng nhàn nhạt nói, ta đâu có nghĩ gì đâu. Đôi ta thiếu cười ha hả, lại cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Nữ tử trước mặt này cũng phải là dễ trêu vào, ngay cả đại thánh đều có thể giết, không ôm cho nó lành. Mà giờ khắc này, Diệp Linh đã đứng dậy khỏi vòng tay Diệp Hào, đẩy ra Đường Tam Thiếu, hai mắt đẫm lệ, chỉ nhìn Cơ Tích Băng. Chỉ vì thanh âm lời nói của Cơ Tích Băng cùng một người trong trí nhớ của nàng có chút giống nhau, rất ôn nhu, rất dễ nghe. Cho dù qua 170 năm, nàng vẫn nhớ rõ ràng, còn có đôi mắt đẹp kia của Cơ Tích Băng cũng quen thuộc như trong trí nhớ. Cơ Tích Băng ôn nhu cười một tiếng, làn da che lấp khuôn mặt,
chậm rãi cởi ra. Người Diệp Đình Nhi mở to hai mắt nhìn, đầy rẫy khó thể tin. Lúc trước chỉ là suy đoán, mà một cái chớp mắt này đã thực sự xác định nữ tử trước mặt này chính là Cơ Tức Băng. Mẫu thân của tỷ hiệp Phạm cũng là mẹ của nàng, đã từng tại dưới ánh trăng kể chuyện xưa cho nàng nghe, cũng đã từng tại lúc trời tối mười yên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ru nàng lắng lặng chìm vào giấc mộng đẹp. Thế nhưng nàng có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Năm đó lúc Cơ Tức Băng biến mất, nàng mới 23 tuổi, cùng biết lần đi kia chính là vĩnh biệt. Cho đến khi lớn lên mới biết Cơ Tức Băng đã chết. Bây giờ lại gặp Cơ Tức Băng còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng, nàng làm sao dám tin tưởng người mẫu thân ôn nhu kia lại trở về. Linh Nhi có nhớ ta hay không? Cơ Tức Băng cười vẫn là ôn nhu như vậy. Cửu nương. Diệp Linh nghẹn ngào một bước tiến lên nhào vào trong ngực Cơ Tức Băng. Lần này nàng không khỏi có thể kiềm chế, cuối cùng là khóc ra tiếng. Nàng coi là Cơ Tức Băng sớm đã qua đời, lại không nghĩ tới vẫn còn sống ở thế gian. Cái ngạc nhiên này đến nàng trở tay không kịp. Thời gian 170 năm, nàng nhớ dung phụ thân, cũng nhớ đến người mẫu thân này. Cửu nương sao? Diệp Đào nhíu mày lại sờ sờ cái cằm, nhưng không được nói thầm. Anh rất hiếu kỳ, nữ nhi bảo bối của mình là dựa theo tiêu chuẩn nào sắp xếp thứ tự tên cho Cơ Tức Băng như vậy? Chẳng lẽ là so sánh ngực to hay là ngực nhỏ sao? Nếu không thì thế nào nói cái chàng trai này không đáng tin cậy đâu chứ? Hình ảnh phiến tịnh như vậy, còn nghĩ đến vấn đề bẩn thỉu như thế, lại còn ngực lớn hay là nhỏ, người ở nhà sức tưởng tượng thế nào liền phong phú như vậy chứ? Tâm thần của Huyền Hoang không phải đã chết rồi sao? Đường Tam Thiếu ở một bên mỗi cái mặt ngây ngốc, xác định không hề nhìn lầm. Dung nhan quân thế của giao trị tiên thể sớm đã truyền khắp chư thiên vạn vực, hắn cũng từng may mắn gặp qua, chính là vị trước mặt này địa bộ vẫn giống như vậy, nhưng đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Nghe đến chuyện này, hắn lại nhìn sang Diệp Hào, nghĩ thầm hắn cái lão trượng nhân này rất được đó, cua được nhiều cô nương xinh đẹp như vậy, ta bộ dạng soái ca như thế mà không có một ai hiếm có như ta, đúng không? Cái thằng tiểu bọc mập này đến cùng là ăn cái gì mà lớn lên thế nào lại đen như vậy chứ? Dương Huyền cùng tôi có cửu một trái một phải, bò tại trên miệng đỉnh thở dài rồi lại tắt lưỡi nhìn xem Tam Thiếu. Nếu không phải cẩn thận nhìn xem, bọn hắn cũng không biết đây là con người đen tới mức cảm động, bọn hắn chưa từng thấy qua thằng nào đen như vậy. Giờ phút này ngay cả Dương Nam đều ngửa cái đầu nhỏ tò mò nhìn Đường Tam Thiếu. Trong mắt của nàng, một đống thịt lớn đen thui này nào có giống con người đâu chứ?